quá tuyệt vời. Xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đến với kênh của mình. Thì mình là Quang Suke đây. Còn gói gimbal máy nó lặng qua anh em ơi. Anh em ủng hộ mình mua cái gimbal gói à. Còn có gimbal quay anh em coi đâu có phê đúng không. Đấy. Thì hôm nay mình làm một món mực chiên que nướng xíu cay. Đấy. Cho anh em xem nguyên liệu nha. Thì đây là tất cả nguyên liệu của mình. Mực chiên que thì phải có mực đúng không? Ở đây gồm có hành tím, hành tây và một tí tỏi, hành, ngò, ớt, gia vị các kiểu này, mật ong, đường, súp, mì chính. Nhưng mà phải có cái này này, cái sa tế tôm nhá, phải có sa tế tôm nhá mọi người, xì dầu, ớt bột, ớt tươi các kiểu. Đấy, đây là chiên que inox. Ok, mình sẽ làm đây. Nhanh không trời nắng. Mấy bữa nay nắng 41-42 độ. Que đi. Tên. Ok, lần này mình dùng mâm luôn anh em. Mâm nướng luôn. Này, này gọi là gì à? Mực áp mâm. Không phải là mực áp chảo đâu. Lần này thì không thể là áp chảo được, phải là áp mâm. Rồi. Mình cho lên một ít dầu ăn. Cái này rất là nóng. Gì vậy? Mực áp mâm ơi. Nóng quá. Cái này làm sao tầm ta. Đây cũng không mua, mua cái sắt à.
rồi. Bắn hết mồ hôi anh em ơi. Đấy, để làm được một video nó khổ lắm anh em. Nó rất là khổ luôn. Thế là anh em xem thì ủng hộ mình nhiều vào nhá. Chứ mình khổ lắm. Toàn hết mồ hôi này. Vật tờ trên kia cao quá, mãi mãi trong độ tới nàng. Đảm đảm tương tư vì ai, nghe đảm đảm với nàng. Vật này không thấy bóng nàng. Quá. Đóng quan đi. Tan tan mật ong chị dâu. Ngọt nha, thì tính gọi là mực chính á. Chúc này cho thêm một ít thôi nha. Tại vì trong sắp tế là người ta đã lên đủ gia vị rồi đấy. Mình chỉ cho thêm một tí thôi, tại vì mình ăn mặn hơn mà. Đấy, một tí thôi. Đây là đường, đường cũng cho một ít thôi, tại vì mình cho mật ong rồi. Mình cho mật ong rồi nên là cho một tí thôi. Tiếp tục. Oh yeah. Thật tươi này. Ha 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 ha!
mình ăn rất là cay. Rất là ngon luôn mọi người ơi, quá tuyệt vời. Quá hết mồ hôi nhưng mà nó rất là ngon. Nóng quá. Không biết phải nói sao rồi. Ngon lắm. Quá ngon luôn anh em. Mời anh em nha. Cầm thế này ăn có phải phê không anh em? Quá phê luôn đúng không? Má cái này mà ngồi xem 5 giờ chứ ăn cơm thì đúng đói chết luôn. Anh em cứ bảo mình là nói nhỏ nhưng mà cái giọng mình là tâm. Đấy. Giọng mình rất là tâm luôn, anh em nghe thấy không? Giọng mình rất là tâm. Với lại mình cũng chưa tìm được cái micro nào
phù hợp cho kiểu quay của mình ấy. Thôi à, anh em xem video của mình thấy hay thì để lại cho mình một like, share cho mọi người cùng xem với, để cho mình tăng lượt view mà, đúng không? Rồi ai chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình đi, để mình có động lực làm thêm những cái video hay hơn nữa. Ok. Rồi bây giờ chào anh em nha. Ngừng nhiều quang chút kê nha.